Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cơ Điện Hasit. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đưa giao diện CAD về giao diện Classic kiểu cổ điển ấy. Thì từ CAD 2010 trở lại đến 2022 thì cái giao diện của nó là giao diện Ribbon, là giao diện này. Diện CAD này, Ribbon này. Đây chính là giao diện CAD Ribbon của chúng ta. Các bạn nhìn lên thanh công cụ nhé. Thanh công cụ thì gồm rất là nhiều công cụ này và nó chiếm một cái diện tích rất là lớn này. Đó. Đây là giao diện Ribbon nhé, giao diện gọi là kiểu hiện đại. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên mình sẽ so sánh hai cái giao diện này với nhau. Đây, giao diện CAD Ribbon và giao diện Classic. Đó. Giao diện CAD này, Classic này. Đây nhá, đây là giao diện CAD Classic. Thì mình sẽ tải hai cái ảnh này về, mình bật hai cái ảnh này lên. Đây mình so sánh này, các bạn nhìn này, đây nhá, cùng một màn hình này, cùng một màn hình nhá, nhưng mà cái trên thanh công cụ của cái CAD Classic ấy nó chỉ ngắn như này thôi. Đấy, nhưng mà Ribbon ấy nó lại to như này, chiếm rất là nhiều diện tích của cái màn hình đấy. Nếu bạn nào ấy mà thích hiện đại kiểu update công nghệ thì dùng giao diện Ribbon này chúng ta rất là thoải mái. Nhưng mà có một cái bất tiện ấy, đó là cái giao diện này nó chiếm nhiều diện tích của màn hình. Khi mà thiết kế hay là vẽ thì sinh viên chúng ta thì cũng ít dùng máy cây hay dùng laptop thôi, thì cái màn hình laptop nó nhỏ, thì giao diện này nó chiếm rất là nhiều diện tích của cái màn hình laptop rồi. Cho nên là chúng ta vẫn phải zoom nhỏ lại thì rất là khó chịu, nhiều khi rất là khó chịu. Nhưng bạn nào mà thích cái giao diện này rồi ấy, dùng thì cảm thấy thoải mái. Đối với tôi ấy, thì tôi thích dùng giao diện Classic hơn, bởi vì là nó tối ưu được cái màn hình này, diện tích màn hình này. Các bạn có thể thấy đây này, đây nó mất một cái khoảng này, thì sẽ tối ưu được rất nhiều màn hình để chúng ta vẽ. Thì để đưa được nó về giao diện Classic ấy, thì đây các bạn nhìn đây này, đây nhìn cái hình bánh xe nhé. Lệnh tắt của nó là VFS Fusion này, VFS này, VFS đây này. Đó. Thì đây này, ở đây này chúng ta cũng có thể đánh các lệnh, ví dụ như AutoCAD Classic vào đây cũng được, nhưng mà với điều kiện là chúng ta có sẵn cái file Classic ở trong trong cái CAD này rồi. Nếu mà chưa có thì chúng ta làm như sau. Chúng ta bấm vào đây này. Đây của tôi đã cài sẵn nhé. Tôi muốn cài từ đầu thì như sau này. Bấm vào Customize này. Đấy, nó hiện ra một cái bảng này. Đấy, sang Transfer này. Bấm vào mở file này. Tìm đến cái file giao diện Classic ấy. Đây tôi có sẵn ở màn hình rồi. Thì cái file này thì tôi sẽ đính kèm từng cái phần mô tả cho các bạn tải về nhé. Đấy, bấm Open này. Đấy, thì nó sẽ hiện ra các giao diện này. Đấy, bạn thích copy giao diện nào thì bạn copy sang. Bấm vào đây, copy sang Customize, paste nhé, paste vào thì nó ra được đây này. Đây này, của tôi có sẵn rồi thì nó bảo có rename không hay là replace không. Đó, thì tôi replace đi. Ok chưa, thì tôi đã có AutoCAD 20 AutoCAD Classic rồi, giao diện AutoCAD Classic này. Tôi kéo sang bên này. Đó, up clean. Ok, thế là bên dưới của tôi đã có AutoCAD Classic rồi nhá. Bây giờ tôi bấm vào thì nó về giao diện đấy thôi. Nhưng mà trước khi về giao diện đấy thì tôi giới thiệu qua cái giao diện Ribbon này. Màn hình thì nó cũng không, nói chung là những cái phím tắt ở trên này ấy,
những cái phím tắt và những cái công cụ trên này nó không khác gì với giao diện classic cả. Chẳng qua là nó thể hiện bằng cái hình ảnh cho chúng ta dễ nhìn hơn thôi. Đó, giao diện classic nhá. Nếu bấm vào những cái tab này này thì nó sẽ hiện ra một cái bảng. Cái bảng lệnh. Thay vì những cái hình này thì nó sẽ hiện ra những cái bảng lệnh để chúng ta chọn. Đó. Cho nên là chúng ta sẽ tối ưu được rất là nhiều diện tích màn hình để thiết kế. Đây này, bây giờ chúng ta đưa về nhé. Này, bấm vào. Đấy, tự động nó nhảy về Classic. Bây giờ các bạn thấy màn hình nó co lại nhiều chưa? Đấy, tôi tắt những cái công cụ mà tôi không cần thiết đi. Tôi tắt hết những cái giao diện, những cái thanh công cụ mà tôi không cần thiết đi. Đây này, cái thanh này này. Cũng là cái thanh vừa nãy để chọn giao diện này. 3D các thứ này, cái giao diện Ribbon này. Chưa? Đó. Giao diện Classic này. Bây giờ tôi bấm vào những thanh công cụ Classic này nhé. Đó, nó hiện ra một cái bảng. Nó hiện ra một cái bảng chọn các lệnh này thay vì những cái hình như ở trên thanh công cụ của giao diện Ribbon, thì nó sẽ là một cái bảng như này. Cũng rất là gọn. Đó. Thì bạn nào quen dùng giao diện nào thì chúng ta đưa về giao diện đấy thôi. Nhưng mà theo tôi ấy, thì dùng giao diện Classic này là vẫn là tối ưu nhất, bởi vì là sinh viên thì chúng ta hay dùng laptop. Màn hình nó nhỏ hơn so với những cái màn hình máy cây. Về cái độ giật hay là độ nặng thì hai giao diện nó như nhau nhé, không phải là giao diện mới hơn mà nó giật lag hơn đâu. Đó, bây giờ tôi đã, như vậy là tôi đã đưa về giao diện CAD Classic này, và tôi ưu cái các thanh công cụ của tôi. Đây này, cái thanh Command này này, tôi kéo lên thì nó bay ra ngoài đấy, tôi để xuống thì nó lại, đây này, tôi để xuống thì nó lại tự nhập vào đấy, thì tôi kéo lên, tôi kéo xuống hai dòng thôi đấy, cho nó nhỏ gọn. Sau tôi để sát vào đây đó, nhìn rất là gọn đó. Còn về thao tác hay các lệnh thì hai giao diện nó giống hệt như nhau nhé, nó không có gì khác đâu, nó chỉ là thay đổi cái góc nhìn của chúng ta thôi. Ai quen giao diện nào thì chúng ta dùng giao diện đấy thôi. Còn cái file giao diện CAD này thì tôi sẽ đính kèm vào phần mô tả ở bên dưới video để các bạn tải về. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong các bạn đưa giao diện CAD Ribbon về CAD Classic. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.